Xin chào mọi người Cái video này sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin Ngay bây giờ là 6 giờ 42 à, tối Ngày 5 tháng 5, 2023 Hồi sáng mình đã gửi cho bạn một cái video Và bây giờ là cái video thứ hai tín hiệu cho ngày hôm nay Nhớ lúc nào, bất, bất cứ lúc nào trước khi mình gửi cho bạn một cái video Thì mình cũng đều nhắn nó ở trên đây Nghe lúc mình bắt đầu làm thì mình sẽ nhắn ở trên đây và lúc mà mình gửi cho bạn thì mình cũng nhắn ở trên đây cho bạn và để cho bạn cập nhật những thông tin đó thì bạn phải lên cái cái nền tảng Twitter, ok à, bỏ cái tên này vô trong đó để tìm mình và sau đó là kết nối okay? ngay bây giờ, ok thì vừa rồi uh, trong những cái video chắc năm chắc cũng năm sáu bảy tám cái video rồi thì vừa rồi thì mình đã cũng uh, nói với nhau khá là nhiều lần rồi là mình đang nằm ở trong cái hình tam giác. Ok. Và những cái con giá này thì hồi sáng mình cũng đã nói cho bạn rồi. Ok, nếu bạn không hiểu thì quay lại cái video hồi sáng để coi. À, ngay bây giờ nghe để cho cái cái con số mà lại là 32.000, à, 33.000 xảy ra thì rõ ràng nó phải phá vỡ cái 30.000 à 50 và nằm ở trên đó rồi. Rồi à, tiếp tục đi lên. Ok. Ngắn hạn thì là cái trend này nó nó là nó ngắn hạn là mình nói những những giờ tới đây nghe là cái mình thấy cái trend này là nó có xu hướng là đi lên lại vừa rồi là nó tạo l, l, thấp hơn thấp hơn thấp hơn nhưng vừa rồi nó có một cái râu đi lên cao hơn ở đây ok không đáng kể không tính ok thì những cái giờ tới đây cực kỳ nó quan trọng nó phải cần phá vỡ cái vành đen và nằm ở trên cái vành đen để nó đổi cái hướng có nghĩa là đi lên đi lên rồi thì sao ok nếu đi lên kỳ này ok thì nó sẽ gặp cái khoảng cỡ ba mươi mấy ngàn và hai ba ok cao lắm là 35 rồi sau đó là nó nó đi xuống lại cái sóng hồi là sóng thứ hai ok rồi sáng mình đã nói về nó rồi ok hoặc hoặc nghe nó có thể bật bên ngay bây giờ đi xuống luôn ok thì đó là hai cái phương án mà mình có thể thấy trong tất cả những cái sự đo lường ngay bây giờ ok và nếu mà nó xuống đúng không thì rõ ràng nó đây là mình đã vẽ một cái hình gọi là một cái wedge cho bạn rồi ok nó đang nằm ở trong đây, ok nó đang một bên ở trong cái vèn xanh này. Mà thường thường cái xác suất mà nếu mà nó nằm ở trong một cái vèn xanh này á, thì cái xác suất á nó đi xuống ngay đi xuống giá sẽ đi xuống nhiều hơn đi lên. ok nhưng có có nghe nó có xảy ra là cái đợt có những cái đợt nghe rất là lạ thì lúc có một cái hình tam giác hình giống như vậy, hình hài giống như vậy đang nằm ở trong cái vèn xanh thì nó bùng lên luôn Ok. Nhưng số nhiều là lúc mà mình uh, uh, đo lường được nha trong quá khứ và dựa theo đây đã thì cái thường thường nó nằm trong cái vàng xanh này á thì thường thường là nó cái giá là nó đi xuống. Nhưng có có những trường hợp là nó nó bung lên thì mình phải dựa theo giá thôi. Ok. Uh, thì rõ ràng ngay bây giờ thì rõ ràng là phải là cái giống như uh, vừa rồi là nó đã phá vỡ uh, cái vành đen nhưng mà nó là nó là râu ria thôi mà đang nằm ở trong khung 4 giờ rồi sau đó nó hồi lại. Ok. Thì mình cần nó tiếp tục đi lên để nó phá vỡ cái trend này, này cái trend đi xuống này của nó. Ok. Và nếu mà nó xuống, ok thì cái đáy của cái cái wedge này á, ok thì nó là 27.130 thì là nó gọi là cái tín hiệu ngay bây giờ là cái là à, cái con số là cái tín hiệu đầu tiên gọi là cái xu hướng đi xuống lại là ở đây. Ở đây. Ok. Và 27.650 và 27.300. Ok. À, nếu nó phá vỡ luôn 27.300 thì là cái xu hướng là những cái con số nhỏ hơn giống như 26.625.300, 23.900 và 22.000 có thể xảy ra. Ok thì đó là những con số mình đã chia sẻ cho bạn cái video vừa rồi. Ok. À, nhớ cho những người mới lúc bạn lấy cái video này cho bạn hiểu được hết cái bức tranh nghe. Có nghĩa là những cái tập trước đây là tập 1, tập 2, tập 3, tập 5, tập 10 rồi. ngay bây giờ cái tập này là tập 15. Nếu bạn nhảy vô bạn coi tập 15 không thôi á thì bạn sẽ không hiểu được hết cái bức tranh nghe, bạn phải quay lại lúc ban đầu bạn coi nghe, rồi tới cái thời điểm này thì à, bạn sẽ à, thấy nó rất là rõ hơn, rõ hơn, ok. À, vừa rồi thì mình cũng nói về cái cái hình cái này, nghe? cái cái gọi là cái nếu mà nó đi lên thì lên như thế nào mà đi xuống như thế nào. À, xuống thì khoảng cỡ 25, 24, lên thì khoảng 20 à, khoảng cỡ 3 cho là 31 tới 33 nha, yeah. ok thì dựa theo một cái gọi là một cái 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 hình tam giác nó nó bung, ok à, ngay bây giờ có nghĩa là cái về đo sóng á, thì là sóng đã đo xong rồi đó, có nghĩa là ngay bây giờ nó có thể xuống hoặc lên, nó không cần đi thêm nữa đâu, nghe nó đủ rồi, nó đủ hình hài có thể là tạo ra đủ rồi có thể một là đi xuống hai là đi lên, nhưng mà nếu mà nó tiếp tục đi tiếp, ok thì cái sự bung của nó sẽ sẽ mạnh hơn, ok và hôm nay là thứ sáu và ngay bây giờ là 6 giờ 47 sáng ở bên Mỹ nghe thì cầu mong cái ngày thứ sáu này ở bên Mỹ người ta sẽ đẩy đưa thị trường và giá nó sẽ một là bung lên hai là bung xuống dựa theo những con số làm sao được chốt đơn và cho những người không biết nghe những người mới thì quay lại những cái video trước trước đây để coi để làm sao chốt đơn còn không có nếu bạn vẫn không hiểu nghe thì bạn có thể nhắn trực tiếp lên trên đây Ngắn thẳng vô hộp thư thì mình sẽ làm một cái video uh, ngắn hàng chỉ cách ok lúc nó lên thì chốt đơn như nào mà xuống thì chốt đơn như thế nào Ok. cho là một ví dụ nha thì ngay bây giờ nó bật bên bật bên đây lên thì rõ ràng là là nó sẽ phá vỡ cái vành đen này ok là gọi là một cái cỡ là cái tín hiệu khá là ok ok và mình cũng đã nói rồi cái tín hiệu kế tiếp là 29.300 ok thì bạn có thể thu gom vô mua vô từ từ Ok là nó đã nằm ở đâu trên đây. Ok có nghĩa là nó nó là cái xu hướng nó lên. Ok thì mình mua vô từ từ. Sau đó mình biết là đây là cái kháng cự kế tiếp của nó. Ok thì mình lên tới đây thì mình xả nó ra từ từ. Ok, đừng có xả hết mà xả nó ra từ từ. Ok, xả nó ra từ từ. Ok. Và mình thấy nó xu hướng đi xuống lại á thì mình bán nó hết. Ok, rồi xuống xuống lại nó có thể xuống lại cái con số là chỉ 29.800 thôi hay là 29.300 rồi sau đó mình phải đợi cái nến để nó tướng đỏ là cái trend nó thay đổi thêm một lần nữa thì mình thu gom vô lệnh lên, lên là mình mua. Ok. Cho một ví dụ ngay bây giờ nó bật bên đi xuống. Cho là một ví dụ luôn nha. Nó bật bên đi xuống tới cái đáy của nó là 27.300 và mình thấy nó cứ nằm ở đó một thời gian dài nó tạo một cái móng cũng giống như cái móng ở đây nó okay, cái tạo một cái móng ok và nó có những cái nến một giờ và 4 giờ bập bên đi lên đập lên thì có thể là cái là cái sướng nó đã thay đổi thêm một lần nữa thì mình thu gom vào từ từ và mình canh lên cái con giá kế tiếp và con giá kế tiếp ok là có thể là đây 20 27.650 hay là 28.130 và những cái con số này mà mình thấy nó có vẻ là nguội lại nó ngừng lại nó đổi sóng và dựa theo RSI của thể nó cao hay không thì mình bán ra từ từ bán ra từ từ ok thì đó cái cách là gọi là mua rẻ bán cao ok mua rẻ bán cao còn ở đây ok còn ở đây là cho những người là mình đang chia sẻ cho những thông tin gọi là nhảy vô nhảy ra nha nhảy vô nhảy ra đợi nhảy vô nhảy ra liền ok chứ không phải là đầu tư lâu dài ở đây là ngay bây giờ là cái 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 màn hình mình đang chia sẻ là không phải là đầu tư lâu dài ok à, thì nó là vậy ok còn đầu tư lâu dài thì khoan mua đã nha đã khoan mua đã à, cái sóng này nó có thể lên tới 23 Ok 25 rồi sau nó hồi lại nó xuống lại cái con sóng số 2 thì bạn có thể là thu gom vô và dựa theo những cái video nhỏ nhỏ mình đã chia sẻ cho bạn ngày hôm nay à, mình ngồi trong xe và mình nói về gọi là suy thái của nước Mỹ thì nó khủng khiếp hơn nghe khủng khiếp hơn cái suy thái của 2008 tại sao Ok tại sao Ok à, và mình nói rất là nhiều vấn đề nghe vẫn nhiều vấn đề ok và mình nói về vấn đề tại sao Michael Strategy lại nghĩ là 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 cái nhà băng sụp đổ nghe trên toàn thế giới cũng giống như nước Mỹ uh, lạm phát và vân vân và vân vân ok sẽ giúp Bitcoin bởi vì người ta sẽ không tin tưởng trong vô nhà nước không tin tưởng vô nhà băng ok thì cái đồng tiền đó nó phải chạy đi đâu thì nó chạy vô Bitcoin bởi vì Bitcoin ngay bây giờ nó là một cái con ngựa chạy nhanh nhất trong năm này biết vừa rồi nó đã lên tới cái đỉnh của nó là 31 ngàn rồi sau đó nó nó xuống lại 29 ngàn mấy đúng không nhưng trong cái năm này từ đầu năm đến giờ đến tính ngay bây giờ thì nó cũng đang đã tăng trưởng đâu tới 60 mấy phần trăm Ok và không có một cái con ngựa nào mà nó chạy à, nhanh như thế trong cái trong cái năm này bằng Bitcoin thì người ta sẽ sẽ rót vô Bitcoin thì nó sẽ có một sự tăng trưởng khá là mạnh nghe khá là mạnh và mình sẽ thấy mình sẽ thấy được ở trong những cái volume của nó Ok à, lúc mình đổi nó vô cái khung ngày đi ha rồi mình cắt cái này luôn đi ok thì mình sẽ thấy cái bức tranh trong cái volume nó sẽ tăng 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 tăng, tăng. và lúc đó là mình biết là là những cái quỹ lớn đã nhảy vào vô cái cuộc chơi này ok đi lại 4 giờ ok à, thì đó ok nhưng cái wedge này cái màu xanh này nó cái số phần trăm đi xuống là nhiều hơn đi lên ok nhưng có những trường hợp lạ thì nó vẫn đi lên ok thì bạn nhớ nhớ coi những cái con giá này để nó nói lên cái câu chuyện nếu nó bập bên đi xuống như đây nó đi xuống lại cái đáy của cái wedge là rõ ràng là bạn biết cái xu, hướng là đi xuống rồi à, xu hướng rồi ok và đợi nó ngừng ở đâu để mua để đủ định đi lên hay là cho những cái người mà đánh những cái lệnh short thì bạn có thể là nói là đây là tín hiệu đầu tiên cái đây là cái tín hiệu thứ hai là nó xuống có thể là để bạn bạn biết sử dụng ok à, cái cái này ok thứ sáu này nó phải cần phá vỡ cái hình tam giác này nếu mà nó không phá vỡ thì nó sẽ lặp đi lặp lại cái câu chuyện của của cái tuần à, vừa rồi nghe là trong cuối tuần á nó chỉ có một bên một bên một bên thôi nó chả đi đâu á lên xuống lên xuống lên xuống nhưng mà nó lên xuống lên xuống vậy đó là cho những cơ hội nghe nếu mà nó lên xuống mà lại gọi là nhiều á thì nó là cho những cơ hội cho những người nhảy vô nhảy ra còn mà nó lên xuống mà nó vài xu phải cắt á, thì thì sẽ không có cơ hội để để, để chốt đơn đâu ok um... ok à, vậy là đó là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái cái video này ok nó có vừa rồi nó có một cái rau ri là nó đổi hướng nhưng mình phải cần nó lên thêm để xác định nghe xác định nó đâu có được có một hai cái rau ri để nó xác à, ở đây là nó có được hai cái rau ri thôi rau ri mình muốn mình muốn cây nến nghe cái thân cây nến ok nằm trên để nó đổi lại cái hướng xuống nó đổi lại cái hướng lên để nó bập bên đi lên để nó cắn những con số mà trước đây mình đã chia sẻ ok để 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 mình có cắn được những cái con số đó rồi sau đó nó mới Ok, sau đó nó mới tới cái sóng hồi để nó gọi là nó complete. Ok, nó complete nó gọi là nó 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 xong luôn cái 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 trend này. Ok. Nó để mở cái này lên lại. Ok. Nó phải cần một cái sóng hồi, nghe, cần có một cái sóng hồi để nó có thể có cái ngày gặp được 45 ngàn, 50 ngàn và hơn nữa. Ok, thì chuyện đó là chuyện à, đó là những cái trường hợp mà mình nghĩ nó sẽ xảy ra trong những những cái những cái ngày và những cái tuần Toh đây ok mình tên là Daniel tới từ tiền ở Canada mình kênh về đầu tư Bitcoin hay nhất tại Việt Nam xin chào mọi người